Đây, chú chó trong bệt mọi khi mình chăm sóc này ốm này và mang tiêm thuốc quá liều. Quá liều quá. Thực sự đau xót khi nhìn thấy nó chút hơi thở cuối cùng mà mình không thể làm gì được để mà cứu chữa cho nó nữa. Thực sự là đau, rất là đau. Chưa có kinh nghiệm mà chữa trị bệnh cho chó, con chó trong bệnh. Nó đang co giật rồi. Rất mong mọi người xem cho chú chó trong bệnh của mình một like video để cho chú chó về nơi cực lạc được sống với sức khỏe mạnh mẽ và nhanh đầu thai làm kiếp khác. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Sáng nay mới thuốc về tiêm mà 2 tiếng sau mới bắt đầu nó ngấm thuốc. Liều cao quá, nó yếu sẵn rồi cứ giật giật. Hy vọng nó qua khỏi. Thế là chú chó trong bạch của mình đã ra đi mãi mãi. Xin chúc cho chú chó trong bạch của mình ra đi về nơi an nghỉ, mạnh khỏe. Mình rất thương tiếc nhưng mà không thể làm gì được. Thực sự là rất thương và tiếc con chó trong bạch của mình. Con đã ra đi và mẹ thì nằm nhìn con lần cuối. Mình rất là cảm thấy đau xót thay cho chú chó mẹ nữa. Thực sự đau xót. Thực sự đau xót khi phải đào hố chôn nó. Rất là buồn. Xin vĩnh biệt chú chó trong bạch của mình. Chú hãy bỏ lên dung.